Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên làm những sự kiện Airdrop Mining từ những dự án trên thị trường Crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chút đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop từ dự án MetaFarm NFT Game. Để tham gia vào sự kiện Airdrop từ dự án MetaFarm NFT Game, mọi người cấp link mình để phía dưới phần mô tả video. Và tham gia sự kiện Airdrop từ dự án này, mọi người sẽ ăn chia được là 10 triệu token các ký hiệu là MEF. Và mọi người hoàn thành tất cả nhiệm vụ, mọi người sẽ nhận được 200 token MEF. Và sự kiện Airdrop này là một sự kiện dành cho tất cả mọi người tham gia. Và sự kiện sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 12. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm các nhiệm vụ mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ Soul Group và Channel của dự án trên Telegram. Sau khi mọi người làm nhiệm vụ Soul Group và Channel của dự án trên Telegram xong, mọi người quay trở lại support, mọi người click vào Submit Auto. Tiếp theo mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Mọi người tiến hành follow. Sau đó mọi người tìm kiếm bài post về sự kiện Airdrop từ dự án này, mọi người like và retweet lại. Rồi sau đó mọi người vào trang cá nhân trên Twitter của mình. Mọi người copy link profile rồi mọi người gửi về support. Sau đó mọi người tiến hành follow fanpage của dự án này trên Facebook. Mọi người tiến hành follow fanpage, rồi sau đó mọi người tiến hành like về chia sẻ bài post về sự kiện Airdrop từ dự án MetaFarm trên Facebook của mình. Rồi sau đó mọi người vào trang cá nhân, mọi người copy link profile rồi mọi người gửi vào support. Cuối cùng mọi người tiến hành gửi địa chỉ ví mạng Binance Smart Chain của mình. Mọi người có thể dùng ví MetaMask là ví hiện tại của mình đang sử dụng, hoặc mọi người có thể dùng ví Trust Wallet. Và sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ mà dự án yêu cầu, mọi người sẽ nhận được link rep của mình. Link này mọi người có thể mời bạn bè hoặc người thân của mình tham gia sự kiện để có cơ hội lọt vào top 50 người tuyển rep sẽ nhận được 2.000 token từ dự án này. Về dự án sẽ phân phối token về ví của mọi người sau 2 tuần kể từ khi sự kiện Airdrop kết thúc. Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo. Nếu mọi người cảm thấy video hay, có thể cho mình một like, một share, một nút đăng ký để ủng hộ kênh.